Chào mừng các bạn đến với kênh Mẹo Sức Khỏe, kênh chuyên chia sẻ những kiến thức hữu ích nhất cho bạn và gia đình bạn. Mách bạn chữa đau bụng kinh tại nhà, chẳng cần đến một viên thuốc. Đau bụng kinh chính là tình trạng đau ở vùng bụng dưới, đôi khi có thể kèm theo đau ở phần lưng và phần dưới đùi. Hiện tượng này thường xuất hiện ở tuổi dậy thì và phụ nữ tiền mãn kinh. Hầu hết các trường hợp chỉ là đau âm ỉ vài ngày là hết. Tuy nhiên, có một vài trường hợp cơn đau có thể diễn ra dữ dội, ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của chị em. Vậy thì làm sao có thể giảm đau khi đến chu kỳ kinh? Dưới đây là cách có thể giúp cho chị em giảm đau bụng kinh tức thì. Nào, hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị bao gồm: nguyên liệu thứ nhất là một nắm rau ngải cứu. Nguyên liệu thứ hai là một quả trứng gà. Và cuối cùng chính là mật ong nguyên chất. Đây là ba nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Cách thực hiện rất đơn giản. Rau ngải cứu, bạn hãy mang đi rửa thật sạch cho mình. Ngải cứu sau khi đã được rửa sạch thì bạn nhớ cắt nhỏ nó ra nhé. Sau đó, bạn cho nó vào một cối xay sinh tố. Cho thêm vào cối một chút nước rồi đem đi xay nhuyễn. Đây chính là ngải cứu sau khi đã được xay xong đấy. Bây giờ thì mình sẽ dùng dây lọc để lọc lấy phần nước cốt của ngải cứu ra. Đây chính là phần nước ngải cứu mà chúng ta thu được. Mình sẽ cho 2 thìa nước ngải cứu vào một cái bát. Với trứng, mình sẽ đập cho vào trong bát này. Tiếp đó là một thìa mật ong nguyên chất nhé. Sau đó, bạn đánh thật đều tay để các nguyên liệu của chúng ta hòa quyện với nhau thành một hỗn hợp đồng nhất. Và đây cũng chính là bát hỗn hợp của chúng ta. Bây giờ thì mình sẽ đem bát hỗn hợp này đi hấp cách thủy khoảng 5 phút. Bạn chuẩn bị một cái son sạch.
Trong xoong có khoảng 400ml nước. Bạn sẽ cho bát hỗn hợp của chúng ta vào trong xoong và mang đi hấp cách thủy cho mình. Và đây chính là bát hỗn hợp của chúng ta sau khi đã được hấp cách thủy 5 phút. Vậy là hỗn hợp của chúng ta đã chín rồi đấy. Với món ngải cứu và trứng gà này, bạn hãy ăn trước và trong những ngày hành kinh. Với món ăn này rất ngon, dễ ăn, vừa giàu dinh dưỡng, lại có tác dụng giảm đau bụng kinh hiệu quả. Công dụng của bài thuốc này chính là ngăn ngừa tình trạng ứ trệ, thúc đẩy tuần hoàn máu, lưu thông máu, ngăn ngừa đau bụng kinh. Ngoài những cách này, chị em có thể thực hiện những cách khác, như là trứng gà nấu ngải cứu và gừng tươi, cá chép hầm ngải cứu, đậu xanh, canh ngải cứu thịt ba chỉ. Những lưu ý quan trọng khi chữa đau bụng kinh bằng ngải cứu. Có thể thấy rằng, ngải cứu chữa đau bụng kinh là một cách hữu hiệu và an toàn. Tuy nhiên là chị em cũng cần phải lưu ý những vấn đề sau để đảm bảo an toàn cho sức khỏe của mình. Không nên lạm dụng lá ngải cứu vì sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc, bởi trong tinh dầu ngải cứu có chứa tính độc khá cao. Nếu lạm dụng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Trong thời gian sử dụng cách chữa đau bụng kinh bằng lá ngải cứu, chị em cần phải xây dựng một chế độ ăn uống phù hợp, điều độ, nghỉ ngơi hợp lý, hạn chế thức khuya. Không sử dụng rượu bia, chất kích thích như là thuốc lá, cà phê, bởi vì chúng sẽ gây ra hiện tượng rối loạn nội tiết tố. Chúc các bạn thành công và luôn mạnh khỏe.